Xin chào toàn thể nhóm đã quay trở lại kênh Hoài Bãi nha anh em. Hôm nay Hoàng mới về một con máy cưa xích dòng Hyundai Goa nha anh em. Đó, Hyundai Goa E300S nha. Đó, đây là dòng Hyundai Goa máy đứng của Nhật anh em nhé. Đó, con này thì nòng nó là 38 ly. Đó, nòng 38 ly, làm nó dài 40 phân anh em nhé. Làm dài 40 là mình cưa được 35 phân nha anh em. Đó, làm dài 40 thì trong ra cưa được 35 phân nha anh em. Đó, xích zin. Đó, hai ốc lam nha anh em, hai ốc lam. Cái dòng này thì lốc nhôm nha anh em, lốc nhôm thì nó xài nó bền hơn và nó khỏe máy hơn anh em nhé. Đó, này là xài lốc nhôm, máy là nòng đứng, máy đứng nha anh em nhé. Đó, con này là nguyên zin nguyên bản, bãi về anh em nhé, còn nguyên đất cát nguyên kiện của Nhật luôn. Đó, nòng bạc bao zin, ốc ác là chưa có vặn ra luôn nha anh em nhé. Đó, máy nổ bao êm anh em, về đổ xăng là nổ đấy nha. Đó, con này thì sử dụng xăng pha nhất động cơ 2 thì nha anh em nhé. Đó, con này bên em nó bán với giá là 2.400.000, bên em bao ship tận nhà. Đó, tặng cho anh em ba món phụ kiện là một chiếc tiếp mở buji và một chiếc rũa xích estin nha anh em nhé, một chiếc tiếp mở buji và một chiếc tô vít nhỏ để anh em chỉnh xăng gió nha. Đó, con này thì dòng máy tầm trung để cho anh em sử dụng gia đình nhá. Đó, con này thì trọng lượng của nó là 5 kg. Đó, 5 kg, làm dài 40 là mình cưa được 35 phân nha anh em. Đó, anh em thể lên làm dài hơn cũng được tí nha anh em. Đó, nhưng mà zin theo máy là em cứ để vậy em bán này nha. Đó, con này thì bao cho em zin từ A đến Z nha, chưa có bung máy hay là chưa có thay thế sửa chữa gì em nhá. Máy về một sao em bán nguyên một cây như vậy luôn em nhá. Đó, xin cảm ơn toàn thể anh em. Bây giờ em sẽ test nổ con máy này cho anh em xem nhá, để cho anh em lựa chọn nhá. Đó, con này thì nổ bao êm luôn, máy bốc máy khỏe cực kỳ luôn nha anh em. Qua luôn em nhé. Xin cảm ơn toàn thể nhé. Hoài Bãi xin chào và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo Hoài Bãi anh em nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh để bật thông báo để nhận video tiếp theo Hoài Bãi anh em nhé. Bye bye anh em.